các bạn bôi tê cho mình, ủ tê trong vòng 30 phút. Như vậy là cái phần thuốc tê nó đã ngấm vào môi mình rồi. Các bạn làm rất nhẹ nhàng thôi, nên là mình cảm thấy rất là yên tâm. Đấy, thật sự là cái tay nghề của các bạn nhân viên ở đây làm cho Vân Anh rất là hài lòng. Các bạn ơi, để mà muốn có một cặp lông mày xinh, một làn môi đẹp thì hãy đến với 61 Nguyễn Công Trứ DK Eyebrows and Beauty để được xinh đẹp như Vân Anh nhé. Thực ra chị không biết với mọi người như thế nào, nhưng mà đối với riêng bản thân chị là người trực tiếp trải nghiệm mà khi làm môi thì chị thấy là lúc đầu khi mà bắt đầu đi viền môi thì nó chỉ hơi dâm gian một chút thôi, thế nhưng nó ở trong cái khả năng gọi là chịu đựng của mình vẫn chịu được. Nhưng còn về sau khi bắt đầu đã làm quen với qua cái mức gọi là dâm gian đấy rồi thì mình thấy hoàn toàn là bình thường. Chị không nghĩ là môi của chị khi làm xong lên thì bản thân chị cũng cảm thấy là nó khá là tự nhiên đó, và cũng được mọi người cũng khen là đẹp. Trước tiên là một cái không gian rất là chuyên nghiệp, rất là đẹp, khiến cho mình cảm giác rất là dễ chịu khi mà bước vào những cây. Tiếp theo đó là nhân viên rất là chu đáo, rất là nhiệt tình, rồi làm mọi thứ rất là nhanh. Cái điều mà Yến thích nhất là tất cả mọi thứ rất là nhanh, có thể tiết kiệm được công việc.